Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng được sở hữu phúc tướng, cuộc sống tương lai gặp nhiều may mắn, không phải lo cơm áo gạo tiền. Ngược lại, có không ít người được coi là ngậm thìa vàng. Thế nhưng, cuộc sống càng về sau lại có xu hướng trượt dài, mặc dù cố gắng thế nào. Trong nhân tướng học, khi xem tướng người phụ nữ, bói tướng mạo của người phụ nữ nếu sở hữu những nét tướng này thì đa phần cuộc đời bần hàn, nghèo khổ, lòng đong lận đận, không khổ vì tiền bạc thì cũng khổ vì chồng con. Vậy những nét tướng dự đó là những nét tướng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là lông mày rậm. Một cặp lông mày rậm với những sợi lông mày mọc lộn xộn, mất trật tự là nét tướng của người phụ nữ cứng rắn. Dù muốn họ cũng không thể khiến mình trở nên dịu dàng, mềm mỏng nên khó lòng giữ được bình tĩnh mỗi khi cãi nhau và dẫn đến chia tay. Vì quá khô khan, cộc lốc nên phụ nữ có lông mày rậm trải qua rất nhiều đổ vỡ trong tình yêu. Ngoài ra, nếu lông mày mỏng, nhạt và mọc mất trật tự, nữ giới cũng sẽ không may mắn trong đường tình duyên. 2. Trán cao và rộng. Người phụ nữ trán cao rộng đa phần là những người thông minh, giỏi giang, có xu hướng kiếm nhiều tiền. Chính vì vậy mà họ quan tâm tới sự nghiệp nhiều hơn là cuộc sống riêng tư. Đó là lý do họ không hợp với lấy chồng sớm, lại càng không phải mẫu người vợ mà đàn ông muốn kết hôn. Nếu lấy phải người đàn ông chu toàn, thích vợ phải lo việc nhà cửa, thì hai người đích thị không hợp nhau. Tương lai của bạn cũng sẽ chia tay với người này vì lý do không thể chăm sóc được gia đình. Chuyện con cái cũng không phải là mục tiêu của bạn và vì vậy mà hôn nhân càng lục đục. Đơn giản là vì công việc là hàng đầu nên không có thời gian nữ công gia chánh chăm sóc chồng con. Gò má cao. Theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu gò má cao là người mạnh mẽ, độc lập và vô cùng giỏi giang. Người này tự lập, không thích ai chi phối mình nên rất khó hợp với cuộc sống hôn nhân vì có chồng quản thúc, mất tự do. Cuộc sống chung đụng càng không phải tiêu chí mà họ hướng đến. Sau khi kết hôn, họ thường sống theo quan điểm của mình, không quan tâm ai nói gì. Người chồng sẽ không bao giờ hài lòng về việc người vợ mình không quan tâm đến gia đình, đi tối ngày như thế. Hơn nữa, bạn cũng không phải người giỏi chăm sóc con cái, càng không thích vướng bận chuyện con thơ, cái quấn. Tuổi càng cao càng khó sinh con và đó là lý do trẻ không muốn sinh thì già càng khó có được. Mũi hách. Mũi hách về thẩm mỹ là từ mũi nói lên tính cách bảo thủ, thích làm quá mọi chuyện của chủ nhân. Chuyện bé xé ra to chính là điều khiến nàng mũi hách trở thành mối lo ngại, làm người khác không muốn lại gần. Từ đây, tình duyên của họ càng trắc trở, gian truân. Vì quá ích kỷ, nàng cũng không hề biết cách quan tâm, chăm sóc đến một nửa của mình. Chồng của phụ nữ mũi hách bị vợ vô tâm, hời hợt mà dễ thay lòng đổi dạ, lang chạ với người đàn bà khác. Miệng rộng. Phụ nữ miệng rộng tuy không khắc phu nhưng phụ nữ gò má cao, nhưng họ lại khiến tan hoang cửa nhà. Tan hoang cửa nhà là bởi nếu sở hữu nét tướng này, chủ nhân là người sống rất hoang phí, không biết tích cóp tiết kiệm, càng không biết quản lý tài chính khoa học. Chính vì vung tay quá chán, tiêu đến đồng tiền cuối cùng nên họ khiến bạn đời luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu hồng nhan bạc phận để nói về số phận của những cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời. Xét từ góc độ nhân tướng học thì đây là điều có cơ sở nhất định. Sách tướng số có nói, tất cả những gì thái quá đều không tốt, cho dù mỹ nhân hay thị nở, đều thuộc tướng sát phu nếu chính bản thân người đó không yêu.
Vậy tướng phụ nữ như thế nào thì có thể phải chịu nhiều khổ đau, trắc trở trong suốt cả cuộc đời. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Một, khóe miệng hướng xuống dưới. Người phụ nữ có khuôn miệng như thế này thường không có duyên ăn nói, các mối quan hệ xã hội không được tốt. Đặc biệt, họ chịu sự bài xích của chính những người cùng giới, không có nhiều bạn gái thân mà đa số là bạn bè nam giới. Khuôn miệng đại diện cho phúc vận và gia đình của một người phụ nữ. Nếu khóe miệng hơi hướng lên trên như đang mỉm cười thì đó là phúc tướng. Người này cuộc sống an nhàn, dễ hài lòng với những gì mình có. Ngược lại, phụ nữ có khóe miệng trễ, hướng xuống dưới thì về mặt cảm quan tạo sự ảm đạm, dầu dĩ. Về nhân tướng học thì đây là người hay than vãn, trách trời rồi lại trách người, mãi không biết thế nào là thỏa mãn. 2. Môi mỏng và không kín. Nếu so với khuôn mặt mà đôi môi của cô gái lại có phần mỏng quá thì thường tính cách có phần khắt khe, khi nói chuyện thường đanh đá, xe sắt. Môi không kín, trễ ra ngoài thì miệng thường hay mở. Thuyết nhân tướng học cho rằng người này không có duyên ăn nói, không biết khen mà chỉ luôn miệng chê bai. Cũng chính vì thế mà phụ nữ có tướng này không có mấy bạn bè cùng giới. 3. Tai vểnh ra ngoài. Nhân tướng học cho rằng tai vểnh là điểm báo của việc chiêu gọi sự đố kỵ hay sóng gió cuộc đời. Phần lớn những người có nét tướng này đều rất mẫn cảm, nhạy bén với thông tin, có tiềm năng trở thành bà tám hoặc những phóng viên đưa tin. Tuy nhiên, tướng phụ nữ như vậy thì về tiền tài không được tốt. Dù có kiếm được nhiều nhưng khó về tích lũy. Nếu đi theo đường kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận không được ổn định, tài lộc lên xuống thất thường. Mũi quá thẳng. Phụ nữ mũi thẳng có rất nhiều đàn ông theo đuổi, song lại không có duyên giữ chân ai được lâu dài. Tướng phụ nữ sống mũi cao thẳng thể hiện người xinh đẹp, có khí chất, có thể sống độc lập và gây dựng sự nghiệp thành công. Những cô gái có sống mũi cao, chán bóng đẹp thì đường tình duyên thường không mấy suôn sẻ. Tuy xinh đẹp mỹ miều nhưng khó có được hạnh phúc lứa đôi. Nhân tướng học giải thích, những người con gái như vậy thường mạnh mẽ và có cá tính. Khi gặp chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác. Họ cũng có phần vô tâm và bỏ lơ cảm xúc của người khác, khiến đàn ông không có được cảm giác cần phải nâng niu, che chở. Chán bóng đẹp. Dù không trang điểm nhưng những cô gái này vẫn có vầng trán sáng bóng. Trong nhân tướng học, trán này được gọi là gương chiếu phu, tức là gương chiếu thẳng người chồng. Phụ nữ như vậy được coi là có tướng sát chồng. Người có vầng trán bóng đẹp là những người thông minh và có phần cao ngạo, ích kỷ, chỉ suy nghĩ tới bản thân mình mà không suy xét cho đối phương. Năng lực làm việc tốt, tự mình tạo dựng sự nghiệp thành công. Song đàn ông chỉ bị cuốn hút ban đầu, tiếp xúc lâu dài lại dần bị dọa tới bỏ đi. Họ có tham vọng, có dã tâm, không chịu khiêm nhường với vị trí của một bà nội trợ hay con chim trong lồng kính, hay một cô nàng công sở xinh đẹp nhưng chỉ là bình hoa di động. Sự nghiệp thành công khiến họ bị cuốn vào guồng quay công việc, mắt nhìn cũng cao hơn, khó chấp nhận những người đàn ông không xuất sắc hơn mình. Chuyện chồng con cũng vì thế mà muộn màng hơn bạn bè cùng trang lứa. Đường tình duyên và đường sự nghiệp không liền mạch. Nếu hai đường này trên bàn tay bạn bị đứt đoạn thì rất có thể bạn là cô gái xinh đẹp nhưng gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Bạn rất yêu người đó nhưng người đó lại chỉ dành tình cảm cho một cô gái khác mà chỉ coi bạn là em gái hoặc bạn thân. Bạn chăm sóc, yêu thương người ấy hết mình nhưng họ lại chỉ cho đó là điều đương nhiên mà không nâng niu, trân trọng bạn. Vành tai lộn trái, không có dài tai. Vành tai lộn ngược, không bao trọn tai. Tướng phụ nữ như vậy tính phản bội rất cao. Người này thường không tuân theo nguyên tắc, phá vỡ luật lệ mỗi khi hành động. Cũng vì thế mà gặp nhiều thất bại, cay đắng. Trong nhân tướng học, tai là nơi trưởng quản trí tuệ và tiền vận của con người. Người có vành tai lộn trái, tính cách cố chấp, có tâm lý phản nghịch, không chấp nhận ý kiến hay lời khuyên của người khác. Những năm tháng đầu đời, vận thế không được tốt, tiền bạc có nhưng không giữ được cho mình. Phụ nữ vành tai lộn trái lại không có dài tai hoặc dài tai quá bé thì đường hôn nhân không mấy hạnh phúc, có thể gặp nhiều điều bất hạnh hay đứt gánh giữa đường. Sống mũi gồ lên. Người có tướng như vậy tính tình cổ quái, khó hiểu, thường hay làm những chuyện bất thường ngoài tầm tưởng tượng của mọi người.
họ bảo thủ và cố chấp, hay gây thù chuốc oán, cũng ghi hận rất lâu. Cứng mềm đều không được, đừng nghĩ có thể cứng rắn với người này, cũng đừng tưởng những lời ngọt ngào có thể làm họ siêu lòng. Người này thường giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng có địa vị xã hội khá cao, song thực sự họ không biết cách chung sống với người khác. Chuyện hôn nhân gia đình cũng khó lòng mỹ mãn như ý. Đó phần lớn là do tính cách cứng nhắc, hiếu thắng, thiếu sự mềm mỏng và tinh tế cần có ở một người phụ nữ. Họ chỉ biết chăm chăm tiến về phía trước, thực hiện mục tiêu và lý tưởng của mình, không quan tâm đến những người xung quanh cũng như không cần biết đến đường dưới chân mình có những ai. Người này không biết lấy lùi làm tiến, hễ gặp phải sóng gió bất ngờ, không thể vượt qua thì họ sẽ dễ dàng gục ngã và khó lòng đứng dậy. Trán ngắn hẹp, có nốt ruồi xấu hoặc nhiều nếp nhăn. Trong nhân tướng học, trán là nơi thể hiện sự nghiệp và tiền vận của một người. Phụ nữ trán đầy đặn, phần lớn xuất thân danh giá, được ông bà cha mẹ nâng niu như ngọc trong tay. Chưa tới 30 tuổi đã giành được nhiều thành công trong cuộc sống. May mắn được nhiều quý nhân nâng đỡ, vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc đời. Còn người có trán ngắn và hẹp, lại có nốt ruồi xấu hoặc nhiều nếp nhăn thì tiền vận thường không mấy tốt đẹp, gặp nhiều bất hạnh từ những ngày thơ bé. Có thể do nhiều nguyên nhân mà người này không có được tình yêu thương, chăm sóc của mẹ cha, cũng không đủ may mắn để đi hết con đường học hành, thi cử. Cả đời chỉ biết trông cậy vào sức lực của chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu có nghị lực và muốn vươn lên đổi đời thì họ sẽ có động lực lớn và khả năng thành công là rất cao. Thực tế thì, những nét tướng số dù xấu hay tốt chỉ là một số quan điểm từ góc độ nhân tướng học. Số phận của một người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ qua những nét tướng này mà đoán định được cả cuộc đời. Vận mệnh nằm trong chính bàn tay bạn, hãy sửa đổi nếu thấy mình chưa tốt, hãy phát huy những điểm mạnh của mình, trân trọng những gì mình đang có, bạn sẽ có một cuộc đời như ý. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.